Đây là chiếc nón khi mà mình chưa ối. Chiếc nón này mình sẽ sử dụng, mình móc bằng sợi cọ. Và họa tiết là mũi ở phần chóp nón sẽ là một kép một bính. Còn cái phần thân nón thì sẽ là toàn bộ mũi kép. Các bạn quan sát và mình cùng so sánh là trước và sau khi đem ối cái nón này nó sẽ thay đổi như thế nào nhé.